Tiếp tục với cái chuỗi bài lập trình nha. Thì bây giờ hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sử dụng số thập phân. Ví dụ là một chấm mấy, hai chấm mấy và gì nữa. Và chúng ta sẽ đếm theo cái số thập phân, ví dụ như là 0.0, từ 0.0 đến 9.9 chẳng hạn. Thì bây giờ anh hướng dẫn các bạn nha. Thì nó là như thế nào? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Đó. Bây giờ chúng ta mở cái phần mềm lớp biểu đồ của mình lên. Các bạn hình dung không? Đây các bạn thấy chưa? Đó. Bây giờ nha. Lết bảy đoạn, thực sự lết bảy đoạn nhưng mà nó có một cái dấu chấm nữa, đúng chưa? Cái lết bảy đoạn ai nói chung của mình này nó có một cái dấu chấm nữa, đúng nào? Đó, có mình là chung này, ai nói không? Đó, hành xử bây giờ chúng ta muốn có chấm, lết vào chấm thì dù bình thường số 0 là không x c không, đúng không? Không x c không chỉ là một cái mã nhị phân thôi, đúng nào? Nó còn bảy đoạn này thấy giá trị thế chưa? Bây giờ mình thêm dấu chấm vào thì tất nhiên giá trị nó phải khác, đúng không? Đó, bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ hành xử bây giờ chúng ta thêm dấu chấm không? Nếu như mà dấu chấm không là nó như thế này, đúng không? Ok, đúng không? Giả sử như bây giờ, đúng không? Đó. Thì đầu tiên á, thì đầu tiên là gì? Anh sẽ thực hiện đếm là từ 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 không, đếm từ không đến cho từ 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 không nha. Làm từ dễ đến khó đi ha. Mình làm đếm từ là 0.0 đến cho là đến từ từ 0.0, đúng không? 0.0 đến cho 1 chấm, đến đến 1.0 nha. Đầu tiên là cái việc đầu tiên là chúng ta phải rồi mở lên, mở cái code mình lên nha. Mở code mình không giờ mình đang xài đó, đang dùng đó. Đúng như nào? Cái phần mềm này nó lợi hại lắm nha. Nếu như không có phần mềm này chúng ta phải mở bảng của ta ra nó phiền lắm ha. Hay sẽ bây giờ nhiệm vụ của mình là bây giờ chúng ta là gì? Mình thêm một cái bài và làm một cái bảng mới không? Less 7 dot ha. Ok. Đó kiểu chấm nha, đó ví dụ mình đặt nha. Mình cũng cho nó có bao nhiêu phần tử các bạn, cho 10 phần tử nha. Đó. Họ mình click ra đúng không? Không là gì? 0x 40 đúng không? Đó, 0x 0x 40. Rồi gì đây, tiếp tục. Bao nhiêu đây? 1 là bao nhiêu? Ví dụ làm một cái mạng trước nha. 1 là bao nhiêu đây? 1 là 1 là 0x 79 đúng không? 1 là 0x 79. 1 là 0x7, 1 là gì đó, 1 này thấy chưa, 2 là bao nhiêu, 2 2 là 0x24, ok, 3 là bao nhiêu, 3 đây, 0x30, 4 cái này sau này thực tế chúng ta làm như vậy thôi chứ thực sự đi không người ta không thế nào người ta cho các bạn một cái rất là khó này đâu ha. 4x19 anh làm cái này cũng 19, 5. Cái này cũng là một cái mở rộng rồi nha. Về sau cái phần nâng cao thì dạy kỹ hơn cái phần này về những cái phần này ha. 5 số 5 ghi sao tại 5 đúng không? 5 gì đúng không? Ok. 5 6 6 đúng chưa? 7 7 đúng không? 8 9 Ok, đây nha. Đó. 9 là chúng ta có được ha, từ 0 đến 9 là 10 chữ số đúng không nào? Đó, nâng cách ra cho bạn thấy đồng bộ ha. Đó ha, đây chấm phẩy là như vậy chúng ta có đồng nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đếm từ là 0.0 đến cho bao nhiêu, đếm từ là 0.0 cho đến là 1.0 nha, ví dụ như vậy thôi ha. Thì đầu tiên là gì ha? Ok, thì tất nhiên là mình cũng che này đi ha. Đó, chế đi để mình làm một cái copy đi đó. Ok, copy này bỏ đây ha. Sau này các bạn có thể xem nha, có thể coi hôm này. Ok, anh code lại để cho các bạn có thể xem rồi các bạn làm luôn nha. Rồi đếm từ từ 0.0 đúng không? Tại sao bây giờ đếm là từ 0.0 thì bây giờ giả sử như bây giờ đúng không,
Thì bây giờ cái ý tưởng nó nhiều lắm. Giả sử bây giờ mình từ mình đầu tiên là chúng ta phải có ý tưởng trước. Giả sử bây giờ 0.0 0.0 đúng nào đó. Thì bây giờ cái ý tưởng mình trước ha, mình làm đơn giản nhất có thể, giả sử như bây giờ đúng không? Đó, giả sử bây giờ đó, bây giờ là mình làm đầu tiên á. Đầu tiên vào đúng không? Mình đầu tiên vào đúng không? Mình nêu cho mình cái số hai chỉ số hàng chục là không, đúng như nào? Nếu gì đây, cái phải nếu giả sử bây giờ đầu tiên là gì ha? Mình cho biến gì đây? Số hàng chục này bằng không đúng không? Đơn vị mình cho bằng bằng không luôn. Ok nha. Đầu tiên vào là mình nếu nếu, nếu cái hàng đơn vị của mình đúng không? Nếu đơn vị của mình sao? Nếu cái hàng đơn vị của mình này, đúng chưa? Mình nó bé hơn mấy các bạn? Nó bé hơn nó bằng 9 đúng không? Được rồi. Nếu hàng đơn vị của mình á, mà nó bé hơn bằng 9 thì có nghĩa là gì? Bé, nếu đơn vị của mình á, nó bé hơn bằng 9 đúng không? Nó bé hơn bằng 9 á, đúng không? Thì là sao? Thì lập tức á là mình sẽ xúc cái chữ, mình sẽ output của mình đúng không? Mình sẽ xúc ra, mình sẽ xúc cái gì? Xúc cái bọt mà chứ chưa cái chữ số hàng chục là bọt nào? Là cái bọt D đúng không nào? Xúc cái bọt D ra là nó có số 0 đúng không nào? Xúc nó có số 0 chấm đúng không? Thì mình xúc là gì? Nó là less 7 dot đúng không? Đó. Số 0 này là gì đây? Chính là 0 bóng 10 đúng không? Là số là 0 đúng chưa? Đó. Thì 0 từ 10 là 1 2 để coi phải không? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đúng không? Là cái số 0 này xúc số 0 ra đúng không? Đó. Ok chưa? Đúng không? Đúng không? Ngược lại gì? Ngược lại là lớn 9 rồi, đúng không? Đấy, ngược lại là lớn hơn 9 đúng không? Ngược lại nó là lớn hơn 9 rồi thì mình xúc cái gì đây? Đó, từ từ bây giờ tạm thời mình thử từ từng cái cho các bạn hình dung nữa nha. Rồi ha. Ở dưới này là mình vẫn cho chỉ số đơn vị sao? Đơn vị của mình nó vẫn cộng cộng đúng chưa? Đơn vị của mình nó vẫn cộng cộng. Mình vẫn output gì đây? Mình vẫn là gì? Mình vẫn là output gì đây? Output gì đây? Output bột C đúng không? Mình output cái bột vẫn là xúc cái bột C của mình ra. À, bột C mình vẫn là cái bột C của chúng ta vẫn là gì? À, chúng ta vẫn là xúc cái led bay đoạn ra. Ok. Led base SEG đúng không? Mình vẫn xúc là gì? Đơn vị ra đúng không? Đó, ok. À, mình vẫn xúc cái chữ mình vẫn xúc cái chữ số, vẫn xúc cái hàng đơn vị mình của mình ra đúng không nào? Đó, mình delay khoảng 200 mili giây thôi. Thôi, 2 giờ 200 250 200 vậy thôi. Đó. Bây giờ mình build để mình xem kết quả trước nha. Để cho các bạn xem thử hình dung nha. Đây. Rồi mình làm từng bước các bạn nhìn ra thấy không? À, được rồi. Nếu cái đếm mà biến mình không thì dot của mình là lép bị đoạn dot đâu, nó xuất phát từ đâu? Cái bọt cái gì? Bọt D đúng không? Review đúng không? Mình chọn click vào đây coi. Có hết đúng không? Ok. Các bạn biết là sao sai không? Tại vì cái led bị đoạn của mình á, lúc mình chọn là không có anode, mình không có dấu chấm đúng không? Mình phải lên mà 7 SEG mình kiếm mấy con led bị đoạn nào anode mà nó có dấu chấm này nha mới được nha. Nếu chứ nó không có dấu chấm sao được. Ok đúng không? Đó. Kiếm mấy con nào mà nó có dấu chấm rồi ta. Mà con này nó không có chấm. Đây, con này có chấm này. Đó, ok ha. Như chỉ có con này mới có chấm thôi hay sao? Mới có một đốt này được rồi. Ok, bây giờ nó không có, phải lấy con này ra đúng không? Đây, ok, đây nha. Bây giờ chúng ta phải lựa chọn cái con này mà có chấm đúng không nào? Đó, ok, đây một hai này ba này.
hay dính gì đó. Nó vẽ này khó gì ta, để coi. Tôi sao lớp cái đoạn này bị khó ta, coi thôi. Ừ, hóa ra phải vậy nó mới được. Ok, sau đây các bạn bị thiếu rồi hả? Nó có dấu chấm nữa mà, nhầm 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 nhầm. Thêm một cái đường chớ nữa nha, tại vì nó thiếu chấm rồi. Bây giờ nó mới đủ 8 chữ số này đúng không? Đó, copy cái này, lấy một đường chớ đi. L8 đúng không? Ok. Đó. Mình lấy cái dấu này cho nó dễ bấm này. Đó. Ok. Đang vẽ cái này ta, mô phỏng. Khi mà chúng ta hiểu bản chất là chúng ta mô phỏng nó không gần như đúng như thật nha các bạn ha. Khi mà chúng ta không không hiểu thì nó khó, nhưng mà khi mà hiểu bản chất rồi mô phỏng nó dễ lắm. Đó, mình hiểu rồi, mình biết là nó thực tế nó có chạy không. Còn khi mình amateur, mình mơ hồ quá, mình không hiểu gì nhiều gì sâu á, là mình làm mình sẽ không biết nó chạy không. À, quán mình làm sao để mình hiểu bản chất của nó đúng không? Khi mình đã hiểu bản chất rồi thì mình làm gì nó cũng dễ ha. Thêm một cái đi ha. Ok, anh thêm một cái đèn chỗ nữa nha, đúng không? X8 đúng không? Ừ. Sao lại lỡ cấp điện, mình lên mấy bàn. Ok, mất công. X8. Có nghĩa là phải vẽ từ bên này vẽ ra nha, từ trong vẽ ra nó dễ không, nắm từ trong này kéo ra vừa cái đường dài dài ra xíu nó dễ kệ nha. Kỳ ta. Mày viện ngon lành lắm mà. Vướng rồi. Bị khó sao anh cũng không? Nói chung cái này anh cũng không được, mấy cái này có những cái thủ thuật vẽ mà anh cũng không được rành lắm à. Đó, tại anh là hay làm mặt thiệt lắm. Bây giờ ít mô phỏng à, tôi mô phỏng cho các bạn xem thôi. Vì là đưa chuột vào à, kéo xuống ha. Ok rồi ha, lấy nguồn coi, xoay đảo lại. Okay.
Rồi run này, thấy chưa? Đó thấy chưa? Đó ok chưa, đúng không? Đó nó có không là chúng ta có số không trước rồi gì, đúng không? Bây giờ chúng ta giả sử bây giờ đúng không, khi mà lớn một thì lập tức cái gì 1.0, thì giả sử bây giờ là 1.0 đúng không? Nếu gì à, nếu cái nếu bây giờ có thể nghĩa là lớn, nếu như bây giờ cái biến đếm của chúng ta mà sao cái biến đếm của chúng ta bây giờ là lớn hơn 9 rồi ha, à, lớn hơn 9 thì lập tức mình cho về 1.0 đúng không, mình xuất cái dấu mình thì lập tức mình output cho mình cái giá trị output đúng không, mình output cho mình cái bọt gì, cái bọt D của mình là bây giờ là số mấy, là số 1 đúng không, 1 chấm và bên kia là không đúng chưa, đó 1 chấm cái gì nữa, một less gì đây, less nó là 7 dot đây, mình cho nó dấu 1 chấm đúng không, thì số 1 cái gì đúng không nào, số 1 là 1 chấm đúng không, bên kia là gì, bên kia là gì và lập tức là gì đây, đó, mình lập tức của mình lập tức là gì ha, có nghĩa là gì, lập tức 1.0 đúng không, 1.0 mà nó reset lại đúng chưa nào, đó thì bây giờ lớn chính thì bên này là nếu lớn chính đúng không, đó giả sử bây giờ nếu đơn vị của mình đã lớn hơn 9 rồi đúng không nào, đó thì lập tức là gì ha, đó bây giờ đây thì mình bây giờ mình xử lý eo chỗ này không được, eo này nó dở lắm, cắt đi đúng không, mình xử lý đây đúng không, nếu đây chỗ đây đi ha, nếu đơn vị của mình này, đơn vị của mình này đúng không, à, nó lớn hơn 9 thì sao, nó lớn hơn 9 thì sao đây, thì lập tức cái gì đây, nó lớn hơn 9 đúng không, thì lập tức mình cho mình output chỗ này là số 1 đúng không, đây là số 1 đúng không, đúng không, và mình cho đơn vị mình bằng mấy, đơn vị của mình nó bằng không đó lại đúng không, đó đúng chưa, đơn vị mình bằng không đó lại đúng nào, đó bằng không đó lại và lập tức là gì, à, bằng không đó lại đúng không, lập tức là mình sẽ làm gì đây, thì mình cũng output là đơn vị ra luôn nha các bạn ha, output đơn vị mình ra luôn đi ha, đây à, output đơn vị lên vào đây ha, rồi đây ok thử ha, và tất nhiên trên này mình vẫn phải output đơn vị của mình đúng không, đúng như nào, cho nếu như giả sử như bây giờ nếu như mình để dưới này không á, nếu như bây giờ mình để trên này không á đúng không, thì có phải lên trên này đúng không, rồi giả sử bây giờ để trên này coi à, anh để lại trên này thử sao nha, đây từ từ bây giờ cứ phân tích từ từ nha, cái lập trình mà khi mình chưa rõ thì mình thử xong rồi á là sau này các bạn sẽ có được những cái phản xạ cho bản thân mình nha, đây bây giờ sẽ run cho bạn xem nha, đó run này nha, nó chạy từ máy các bạn thấy không, đó có phải là khi mà lớn chính đúng không, đó lớn chính rồi, lớn chính thì mình xuất ra số 1 đúng không, đơn vị bằng không, nhìn lại nha, bạn nhìn lại này các bạn có thấy được số 1 không, có thấy được 1.0 không, nhìn lại mình nhìn lại các bạn có thấy 7 này không, 8 9 này mình đâu có thấy 1.0 đúng không, mình thấy lúc nào cũng là 0.0 đúng chưa nào, đúng không, đó lúc nào của mình là vẫn là 0.0 đúng không, đó giả sử bây giờ đúng không, đây tại vì sao, tại vì lên trên tại vì xuống đây là mình đã reset bằng không rồi, thì đơn vị của mình bằng không ở đâu có thấy được, tại vì tới tới đây đúng không, khi mà lớn chính là mình đã reset cái biến cái hàng nhà hàng đơn vị của chúng ta là về không rồi, thì các bạn đâu có thể nào thấy được chữ số 1 đúng không, bắt buộc phải xuất chỗ đây nữa chúng ta mới thấy được chữ số 1 nha, đó đó ha, thì anh phân tích cho các bạn xem nha, thấy không, đó nhìn đếm này nha, thấy không, nó quá nhanh các bạn, tại vì nó nhanh nó có nó xuất hiện nhưng mà nhanh quá các bạn không thấy được đúng không, làm sao mà các bạn nó nhanh quá các bạn đâu có thấy được, muốn vậy các bạn phải delay 200 mili giây nữa ha, đó cái sự kiện này nó chỉ xảy ra cái đi, tại vì sao các bạn đừng hiểu nhầm nha, ở tại vì sao, tại vì cái sự kiện này nó chỉ xảy ra khi mà đếm lớn hơn chín thôi, còn nhỏ hơn chín nó đâu có xảy ra, cho nên là nó đâu có delay, nó đâu có ảnh hưởng gì đến delay của toàn hệ thống của mình đúng không, tại hệ thống mình vẫn delay 200 mili giây thôi, khi nào nó xảy ra sự kiện lớn hơn chín nó mới delay một chút 200 mili giây để nó hiển thị cái số 1 cho mình xem thôi, nhìn này nha, lại nha, thấy chưa, đó, rất là nhanh, đó, rất là nhanh cho nên thấy chưa, và thấy chưa, tới 1.0 nó lập nó quay lại thấy chưa, đó, tới 1.0 nó quay lại, đúng không, sử đúng không chưa nào, đó, đúng không, đó, thấy chưa, à, chúng ta từ cái kiến thức này các bạn có thể là vận dụng thêm rất là nhiều thứ nữa nha, là vận dụng thêm rất rất là nhiều thứ nữa, à, tiếp tục là chúng ta sẽ làm gì, à, tiếp tục cái bài này chúng ta sẽ đếm từ bao nhiêu, à, chúng ta sẽ đếm cho nó là từ là 0.0 đến 0.0 đến bao nhiêu, à, đến 19.9 đúng không? Đó. Top comment xóa là đi ha. Cái đi. Bây giờ chúng ta đếm là 0.0 đến 9.9 đúng không nào? Đó. Thì 0.0 đến 9.9. Thì bây giờ cũng là vậy thôi đúng không nào? À, thì bây giờ mình cũng làm như vậy thôi, cũng giống cái bài trước thôi của mình, lập tức là gì ha, mình cho là gì ha,
mình cho cái giá trị đếm của mình đúng nào, mình làm gì, mình chơi giá trị đếm đúng không, để mình cho đầu tiên vào đúng không, đầu tiên là mình output, cái bọt chỉ số hàng chục của mình là bọt d đúng như nào, bọt d của mình đó nó là gì, nó là less dot đúng không, less dot, less 7 dot đó, thì nó là gì, cái chỉ số hàng chục của chúng ta là gì, chỉ số hàng chục là lá dưới đếm đúng không? Chia là lá phần lá đếm đúng không, chia cho là chia cho 10 lấy phần gì đây, lấy phần nguyên, chia là chia như thế này là chia lấy phần nguyên đúng không, đó ok đúng không. Còn cái chỉ số hàng đơn vị là gì, chỉ số hàng đơn vị là gì đây, để chúng ta là gì, ta là gì đây ha, chúng ta gì đây, chúng ta chia lấy phần dư đúng nào, đó cái bài này đếm phần trăm 10 đúng không, chia lấy phần dư đúng cho nào đó ha, đó thôi sau đó mình cho bé đếm với cộng cộng đúng không, đó có phải nếu đếm của mình sao, nếu đếm của mình gì đây ha đúng không, nếu đếm của mình mà nó lớn hơn 99 đúng không, thì lập tức mình cho biến đếm của mình máy đây bằng không đúng giờ, mình delay cho nó bao nhiêu, delay cho nó khoảng cỡ là nhiêu, một hai 100 cho nhanh thôi đó, ok rồi ha, chúng ta 100 mili giây đúng không, ok chúng ta sẽ cho nó chạy 100 mili giây đúng không, rồi ha mình luôn nha. Đó, tại vì đằng sau của mình là cái đằng sau của mình thì đã, tại vì sao, tại vì đằng sau của mình đâu có dấu chấm đâu, cho nên mình đâu có thấy gọi anh kia làm gì đúng không, đó ha đúng chưa, đó đó là như vậy là anh này hướng dẫn các bạn để là gì, cách mà chúng ta là gì đếm số thập phân rồi đúng không nào, đó ha, rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái bài tiếp theo.